Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để giúp các bạn có thể hiểu được cái cách tính thuế nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam chỉ trong một nút nhạc. Bởi vì mình nhớ có một cái video mình đã làm rồi, nhưng mà mình hơi tham lam khi mà mình dồn quá nhiều kiến thức vào một cái video đó, mà cái phần tính thuế nó lại là ở phần cuối video nên có những bạn mà chưa xem tới. Vì vậy mà các bạn hỏi mình rất là nhiều. Thế nên là mình làm một cái video ngắn như thế này chỉ nói về cái việc tính thuế và để giúp cho các bạn hiểu bản chất của cái việc tính thuế nó như thế nào. Thứ nhất là để mọi người hiểu, và thứ hai là để mọi người có thể kiểm soát được xem là mọi người đã làm tính thuế đúng hay chưa và làm tờ khai đúng hay chưa. Thì tất cả những mặt hàng kinh doanh bình thường nhập khẩu vào Việt Nam thì sẽ phải chịu hai loại thuế. Cái loại thuế thứ nhất đó chính là thuế nhập khẩu, và thứ hai đó chính là thuế VAT. Thứ nhất nó là cái thuế nhập khẩu. Vậy cái thuế nhập khẩu là gì? Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Vậy tại sao lại có cái thuế nhập khẩu? Mà tại sao chúng nó lại có những cái mức thuế khác nhau? 5%, 10%, 20% hay là 30%, 35% cũng có. Thì đây mình lấy một cái ví dụ cực kỳ dễ hiểu cho các bạn. Việt Nam có thể sản xuất ra cái bột mì. Vậy tại sao chúng ta phải đi nhập khẩu làm cái gì, trong khi chúng ta sản xuất được? Vậy thì cái việc thuế nhập khẩu nó áp lên hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để làm sao? Để làm cho doanh nghiệp giảm bớt nhập khẩu những cái loại mặt hàng mà Việt Nam có thể tự sản xuất, tự cung, tự cấp được. Để có nghĩa là ủng hộ, để có nghĩa là hỗ trợ cho nền kinh tế nước nhà trước. Còn đối với những cái loại mặt hàng thiết yếu hay là những cái loại mặt hàng mà nó không có ở Việt Nam mà bắt buộc phải nhập khẩu, thì lúc này cái mức thuế nó sẽ thấp hơn. Đối với những mặt hàng mà mình có thể tự cung tự cấp được thì là cái mức thuế nó sẽ cao, để làm cho doanh nghiệp giảm bớt cái việc nhập khẩu hàng hóa mà hỗ trợ cho nền kinh tế nước nhà. Còn cái những mặt hàng mà thật sự là cần thiết phải nhập khẩu thì là cái mức thuế sẽ thấp, bởi vì nhà nước mình cũng cần phải nhập khẩu những cái mặt hàng đấy để đáp ứng cái sự tiêu dùng trong nước và cũng cho cái sự phát triển kinh tế nữa. Nên là sẽ có những cái mức thuế khác nhau là như vậy, và cần phải có những cái thuế nhập khẩu là như vậy. Ok, thì bây giờ đến cái loại thuế thứ hai là cái thuế VAT. Thuế VAT hay còn gọi là thuế giá trị gia tăng là loại thuế thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Thì cái VAT này ấy, tất cả các nước đều áp dụng, không chỉ là Việt Nam. Việt Nam mình sẽ áp dụng một cái mức thuế VAT chung là 10%. Các nước khác thì nó có thể là 7-5%, nhưng mà ở Việt Nam mình sẽ là 10%. Đấy là cái cố định của thuế của nhà nước Việt Nam mình rồi. Tại sao có cái thuế VAT và tại sao lại là 10% hay là sâu xa hơn nữa thì mọi người Google hộ mình, bởi vì cái video này không dành cho cái việc mà giải thích về cái thuế VAT. Thì đấy, cái thuế VAT nó sẽ áp dụng là 10% cố định cho tất cả các loại mặt hàng kinh doanh nhập nói chung, hay là những cái hoạt động dịch vụ nội địa nói chung mà phát sinh mà cần phải xuất hóa đơn ấy, thì là sẽ 10%. Nó sẽ khác với cái thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu thì sẽ dựa vào cái loại mặt hàng đó để tính xem là cái mặt hàng đấy sẽ phải chịu thuế nhập khẩu là bao nhiêu phần trăm. Ok, bây giờ mình giải thích xong hai cái loại thuế là thuế nhập khẩu thứ nhất này, thuế VAT thứ hai này. Khi mà các bạn muốn nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, các bạn phải trả hai cái thuế đó. Nhưng bây giờ làm sao để tính được chính xác cái tiền, tổng tiền thuế mà các bạn cần phải chi trả? Bây giờ tổng giá trị chịu thuế nhập khẩu của một cái mặt hàng là ngần này, và cái thuế nhập khẩu nó là 20%, thì nó sẽ là 20% trên cái cụm này. Trên cái cụm này, ok. Còn bây giờ là đến lượt VAT. Cái thuế VAT thì như mình đã nói, áp dụng cho tất cả các loại mặt hàng đều là 10%. Thì lúc này cái thuế VAT nó sẽ tính sau khi cái hàng hóa đấy đã được cộng thuế nhập khẩu rồi. Bây giờ là như thế này nhá, tổng cái giá trị hàng hóa sau khi các bạn đã trả tiền thuế nhập khẩu thì nó sẽ to hơn một tí như thế này, bởi vì các bạn phải trả thêm thuế nhập khẩu mà. Còn cái thuế VAT nó sẽ đánh trên tổng giá trị hàng hóa mà sau khi đã cộng vào cái thuế nhập khẩu đó, nó bao quát cả cái cụm này luôn, hiểu không? Thì không biết đến đây mọi người đã hiểu được cách tính thuế khi các bạn muốn nhập khẩu hàng hóa chưa? Nói chung đến cái giây phút này mà mọi người vẫn chưa hiểu thì cũng không sao. Mình để cái ví dụ ở bên dưới thì mọi người đọc thật là kỹ cái ví dụ đó để mọi người có thể hiểu cách tính. Ok, thì mình hy vọng là qua cái video này mọi người có thể hiểu một cách
gọi là cơ bản nhất về cái bản chất của cái việc tính thuế nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Thì cái video tính thuế của mình đến đây là hết. Và các bạn đừng quên hỗ trợ mua giúp mình mấy cái túi mây, mình để đường link ở bên dưới cái video nhá. Nếu các bạn có câu hỏi gì và các bạn vẫn chưa hiểu ở đâu thì các bạn có thể để đặt câu hỏi ở bên dưới cho mình biết. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn xem video và ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Bye bye.